Rồi, alo. Xin chào các bác. Thì nay làm cái clip này để hướng dẫn các bác nào chưa biết về test áp suất trên LGV30 nhé. Chả hiểu sao rất nhiều người vẫn chưa biết cái test. Đây, thì bắt đầu đây. Thì con V30 của em là bản Hàn. Thì các bác có thể dùng lệnh này. Tôi dùng lệnh này. Sao thăng 5, 4, 6, 3, 6, 8 thăng sao 3, 0, 0 thăng này. Rồi. Và cái device test này, SAT này. Và cái manual test này. Rồi, bắt kéo xuống cuối cùng này. Cái barometer test này. À. Đây các bác chú ý cái phần số trên này nhé. Đây đây là cái số mà lúc mình chưa ấn tay vào ấy. Chú ý các bác là khi mà test ấy, thì các bác bỏ ốp lưng đấy nhé, bỏ ốp lưng mà nếu mà có dán cái kính cường lực ấy, thì nó cũng sẽ bị ảnh hưởng chút nhiều, là nó sẽ bị giảm cái độ 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 nhảy lên. Ví dụ con của em đây là không dán cái gì cả nhé, không dán cái gì. Đấy, thì bây giờ các bác chú ý nhé, cái số này, đây là 1003,81 này. Rồi giờ các bác giữ này, giữ vào cái phần đỏ phần giữa màn hình này, ấn này, ấn cầm hai cái ngón tay này này, bóp nó vào về này, bóp vào, đấy về này, bóp vào. Chứ gì không, bác thì ấn nhẹ nhẹ về ăn thua gì, đấy bóp vào này, cầm cái này, hai bóp vào này. 1, 2, 3. Bóp vào này. Đấy, các bác thấy nó nhảy lên này. Đấy. Các bác thấy không? Cái máy của em nó nhảy rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà nó nhảy nhiều như này, thực sự nó cũng chẳng tốt gì đâu. Vì cái máy của em thì em không biết lỗi nó phát sinh ra từ đâu. Cũng có thể là pin nó bị phồng rồi. Nó bị phồng rồi. Hoặc là vấn đề gì nữa. Không, thế thì không rõ. Nhưng mà cái máy của em thì áp suất hiện tại vẫn còn tốt và còn chống nước được. Đây, thì các bác sau khi nhả tay ra ấy, thì nó phải về cái vị trí là tầm 3, lúc nãy là 3,81 gì đấy. Đấy. Chú ý các bác bóp ấy. Cái lực bóp nó mạnh mạnh lên tí, nhiều cũng như r, r r r như thế r ấy thì ăn thua gì đâu. Đấy. Cho nên đấy nó gần về đến vị trí này, nhìn bóp này. Đó. Các bác chỉ quan tâm là nó nhảy nhảy được lên được bao nhiêu. Ví dụ như là của em nó lên rất nhiều thì không nói nhé. Thì máy em đang lỗi thì không nói. Còn ví dụ máy của bác ấy, nó lên nhảy lên tầm từ 0,5 đến 2 đơn vị là được. Ví dụ đây là 3,62 chẳng hạn, thì nó phải lên được tầm 3, tầm 4, một mấy gì đấy là được. Hoặc là 4, hoặc là đến 5 phẩy càng tốt. Đấy, kiểu kiểu như thế. Đấy, còn cái việc mà ấn cái test này xong rồi nó bị lỗi, nó báo fail thì cũng không kệ, nó không vấn đề gì đâu. Đấy. Đấy, ấn cái này nó báo fail thôi, ai cũng báo fail thôi. Có ông nào mà ấy được đâu. Có ông nào mà nó bao test thành công đâu. Cho nên cái lỗi này nó không vấn đề gì nhé. Nó bao fill hết này. Ông nào nó cũng báo thế này thôi. Đấy, ông nào nó cũng báo thế này thôi. Nhưng không sợ. Ấn vào fill đi. Để nó thoát ra thôi. Đấy, có thế thôi. Test thì có thế thôi. Rất là đơn giản. Có nghĩa là nó chỉ nhảy tầm 0,5 đến 2,0 đơn vị là ổn. Còn ví dụ nó dưới 0,5 ấy thì em nghĩ là nó áp suất nó kém rồi. Và trên 2,0 ấy thì em nghĩ là cũng áp suất nó không không được ngon đâu. Là vì quên, trên 2,0 thì có thể áp suất vẫn ngon, nhưng mà em sợ là nó lỗi về về pin, nó bị phồng một tí hoặc là vấn đề gì đấy, không biết được. Hiện tại thì cái máy của em đấy, các bác thấy đấy, nó rất là nhảy rất là nhiều.
thì cái này cũng chịu này. Mặc dù pin của em nó rất là tốt, vẫn đang còn ngon đấy, dùng được 6-7 giờ bình thường. Đấy, còn máy các bác thì dùng lệnh hoặc là dùng cái phần mềm, này này, dùng phần mềm CPUVZ ấy, CPUVZ test cũng được. Đấy, ok, thế thôi, xin chào các bác.